Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam Hồng Kông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 của năm 2021 và có tên quốc tế là Kembaka. Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc, 113,2 độ kinh đông, cách Hồng Kông khoảng 180 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 tới 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 10 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc, 112,7 độ kinh đông, cách Hồng Kông khoảng 190 km về phía tây tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 tới 75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 111,5 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc, 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h, giật cấp 11. Trong 48 tới 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc, 110,3 độ kinh đông, trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 tới 60 km/h, giật cấp 9. Trong 72 tới 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cảnh báo gió mạnh trên biển. Ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 tới 4,5 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 3 m, biển động. Khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau và từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hiện đang có hai cơn bão hoạt động là bão Infa và bão Kembaka. Do khoảng cách giữa hai cơn bão khá gần nên được gọi là hiện tượng bão đôi và có thể diễn ra hiện tượng hai cơn bão tương tác với nhau. Cơn bão mạnh hơn là bão Infa sẽ chi phối tương tác và bão nhỏ hơn là bão số 3 sẽ bị thu hút và quay ngược trở ra. Điều này khiến hướng đi của bão số 3 sẽ trở nên rắc rối và phức tạp hơn. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông hạn chế ra khơi hoặc tìm nơi trú tránh an toàn, cần thiết thì nên di chuyển vào bờ. Mưa dông mạnh, gió giật mạnh, sóng cao sẽ luôn thường trực và gây nguy hiểm cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển. Tình hình đất liền. Dưới tác động của rãnh thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 3.000m đến 5.000m, trong đêm qua và sáng sớm nay, ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng. Giữa khu Tây Bắc, Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, như Phìn Hồ, Lai Châu là 99,7mm, Bóng Mười, Sơn La là 100,2mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, nối với cơn bão số 3 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên từ nay tới ngày 20 tháng 7, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm trên đợt, có nơi trên 150mm trên đợt. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Nền nhiệt ở Bắc Bộ vì thế giảm mạnh. Vùng núi và trung du giảm còn từ 28 tới 30 độ, vùng đồng bằng ở ngưỡng nhiệt từ 31 cho tới 32 độ,
và tình trạng oi nóng cơ bản sẽ chấm dứt hoàn toàn. Dự báo từ ngày 22 tới ngày 24 tháng 7, do ảnh hưởng của bão số 3 và giải hội tụ nhiệt đới, Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa rất to trải dài trên diện rộng. Tổng lượng mưa từ nay cho tới ngày 24 tháng 7 tại Bắc Bộ có thể đạt từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. Rãnh áp thấp gây mưa nhiều ở phía Bắc, còn với miền Trung, nó chỉ khiến cho khu vực từ Thanh Hóa trời nhiều mây và cường độ nắng giảm. Với các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi trong ngày hôm nay vẫn chịu ảnh hưởng của gió phơn, vì thế mà nắng nóng vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên mức nhiệt không quá cao, phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ. Riêng tại các tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận và cả Bình Thuận có khả năng xuất hiện mưa rào và dông về chiều và tối, nhiệt độ ở mức từ 33-34 độ. Còn tại khu vực vùng cao Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ duy trì tình trạng nắng ráo đến trưa chiều với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 31-32 độ. Từ đầu giờ chiều, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên khu vực tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm trong 24 giờ, có nơi trên 60mm trong vòng 24 giờ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 20 tháng 7 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32-35 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.